Chủ tịch Việt Á bị kêu án 25 năm tù giam. Tin VOA, hôm 29 tháng 12, Tòa án Quân sự Việt Nam đã tuyên án Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt 25 năm tù giam trong vụ án nâng khống giá kit test xét nghiệm COVID-19. Công ty này bị buộc tội hối lộ để thổi giá bộ xét nghiệm khi bán cho cơ quan nhà nước và các cơ sở y tế gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước mất hơn 402 tỷ đồng. Vụ án bắt đầu từ tháng 12-2021 và liên quan đến 60 người, trong đó có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Tòa án tuyên án 15 năm tù đối với ông Trịnh Thanh Hùng và 12 năm đối với ông Hồ Anh Sơn. Ông Việt nhận án 25 năm tù giam với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn và vi phạm quy định về đấu thầu. Tình tiết xác định ông Việt hối lộ ông Hùng và ông Sơn để cung cấp kit xét nghiệm. Các bị cáo khác nhận án từ 4 đến 7 năm tù. Đại biểu Quốc hội cảnh báo về tác động của vụ án lớn này đối với hệ thống y tế và tâm lý chống tham nhũng. Đây cũng làm nổi lên vấn đề xôn xao trong ngành y tế Việt Nam với cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật bị bắt giam vì gian lận trong mua bán thiết bị y tế. Xét xử vụ án Việt Á sẽ tiếp tục vào tháng 1 với 38 bị cáo khác, bao gồm Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.